Trời ơi, lâu quá mới gặp. Xin chào. Trời ơi, mày quên tao rồi chứ. Trời ơi, mày con có dễ không? Trời ơi, trái thối rồi mày. Anh thiết kế cái sân bay Long Thành đó cho nó. Anh Hiếu bữa giờ lo bán hình cũng cho tụi con á. Quỷ mâm bộ tứ hả? Giờ là bộ tứ rồi hả? Nhớ trước ông có mà ta thận đồ là nó dưới đồng đá đó à, dạ. Dạ,